loại tôm kích cỡ khoảng 50kg một con hiện có giá bán hơn 190.000 đồng một kg. Trong khi vụ tôm năm trước, loại tôm này có giá bán chỉ từ 140 đến 150.000 đồng một kg. Giá tôm sú và tôm thẻ chân trắng tại các ao nuôi hiện tăng mạnh so với năm 2016 từ 15.000 đồng đến 20.000 đồng một kg. Do cơn bão số 10 cũng đã gây thiệt hại đáng kể cho nhiều đầm tôm, may nhờ được giá, nhiều người nuôi tôm đã thu lời, bù được những thiệt hại vừa qua. Hiện tại, giá cam xoàn thu mua tại vườn có giá từ 22 đến 25.000 đồng một kg, giảm từ 5.000 đồng đến 7.000 đồng một kg. Theo nhà vườn, giá cam xoàn giảm do cung vượt cầu. Bên cạnh đó, thời điểm hiện tại mưa nhiều dẫn đến chất lượng cam giảm sút, không ngon như đầu vụ. Thời gian gần đây, na rừng được nhiều người săn lùng về làm thuốc chữa bệnh. Loại quả này còn có tên gọi là quả chí chuôn hay sun xe, mọc chủ yếu trong những cánh rừng sâu ở các tỉnh miền núi phía Bắc như Lạng Sơn, Yên Bái, Lào Cai, Điện Biên. Hiện trên thị trường, na rừng bị săn lùng ráo riết và có giá bán dao động từ 150.000 đồng đến 500.000 đồng một kg. Tại Nhật, giá mỗi chai nước lọc vị trà sữa dao động tầm hơn 100 yên đến 180 yên mỗi chai, tương đương 20.000 đồng đến 35.000 đồng. Thế nhưng khi về Việt Nam, sản phẩm này được nhiều cửa hàng bán dao động từ 120.000 đồng đến 130.000 đồng mỗi chai 550ml, gấp 3,5 lần. Bất chấp giá tại Việt Nam đắt đỏ, nhu cầu hiện tại vẫn rất lớn do tâm lý tò mò cũng như sợ béo của người tiêu dùng yêu thích trà sữa. Liên tiếp nhiều khách hàng chia sẻ trên Facebook việc họ mua khăn lụa tại cửa hàng Khải Siêu 113 Hàng Gai, Hà Nội, nhưng sản phẩm thì có dấu hiệu cắt mác cũ, thay mác Khải Siêu. Sản phẩm thì có tới 2 mác Made in Việt Nam và Made in China. Trong khi sự việc còn chưa rõ trắng đen, mọi liên hệ tới Khải Siêu đều im lặng. Thậm chí, cửa hàng này cũng đã đóng cửa trang fanpage. Trong quý 3, DigiWorld, một trong 3 nhà phân phối thiết bị công nghệ thông tin lớn tại Việt Nam, đã tiến hành mua lại công ty trách nhiệm hữu hạn CL với tỷ lệ chi phối 50,3%. Được thành lập từ năm 1998, CL chuyên phân phối các sản phẩm cao cấp của Nhật Bản như kem đánh răng Kodomo, kem tẩy trắng răng Jack Lyon, nước giặt quần áo Essence. Hệ thống phân phối của CL rộng khắp 63 tỉnh thành. Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam vừa chính thức lên tiếng sau khi bị Liên minh châu Âu cảnh báo bằng thẻ vàng vì những nỗ lực của Việt Nam chưa đủ để chống khai thác bất hợp pháp. Trong thời gian bị thẻ vàng, 100% lô hàng hải sản xuất khẩu sang EU sẽ bị giữ lại để kiểm tra nguồn gốc khai thác, làm mất thời gian và chi phí cho doanh nghiệp. Điện thoại iPhone X sẽ được Apple tung ra vào ngày 3 tháng 11 tới. Người dùng có thể đặt hàng trước từ ngày mai 27 tháng 10 với giá khởi điểm là 999 đô la. Thế nhưng, theo một tính toán, sự chênh lệch của thuế VAT và tỷ giá ngoại tệ phụ thuộc vào tỷ giá tiền tệ tại nước đó đổi ra giá đô la, đồng nhân dân tệ hay bảng Anh. Chính vì thế, người mua iPhone X tại Hungary sẽ được giá hời nhất khi quy đổi từ giá tiền của Hungary là 379.990 forint, được 1.455 đô la Mỹ.